những mật khẩu wifi đáng ghét nhất mà con người gặp phải. Cấn não thế này thì mấy ai chịu được nhiệt. Một cô gái đã vô cùng đau khổ khi chia sẻ bài viết của cửa hàng bà chị mình, nhưng lại liên quan đến tầm quan trọng của môn hóa, khiến dân mạng đồng loạt giơ tay biểu quyết đồng ý. Nội dung cụ thể như sau. Bà chị mình ngày xưa học giỏi hóa, đi thi từ cấp huyện đến cấp thành phố, năm nào cũng giải nhì hoặc giải ba. Lên đại học, bà ý tiếp tục theo đuổi đam mê khi thi vào khoa hóa của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thế nhưng, cuộc đời ba chìm bảy nổi, bà ý ra trường không tìm được việc nên đành về nhà mở quán cà phê, vốn thì xin bố mẹ. Mặc dù đã chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng cái niềm đam mê hóa của bà chị mình nó vẫn không dứt. Bà ý bày ra đủ trò để khách vào quán phải vận dụng kiến thức hóa học. Điển hình là cái bus wifi, bà ý đưa ra một phương trình cân bằng hóa trị, khách không giải được thì không có wifi dùng. Mấy lần mình qua chơi toàn phải dùng 3G. May hôm nay có cậu khách giải được nên có wifi, chứ không thì chắc chỉ có nước chuyển quán. Tự nhiên cảm giác môn hóa nó quan trọng thật các bạn ạ. Bà chị của cô không phải là trường hợp đầu tiên làm điều này. Nhiều địa điểm khác như quán ăn, nhà hàng, wifi trường học cũng có những bát wifi phải vận dụng kiến thức toán học, hóa học để đi tìm. Điều này khiến hội sợ môn tự nhiên phải lắc đầu. Có những trường, thầy hiệu trưởng cho lắp wifi trong trường, nhưng mà bát wifi toàn là phải giải toán, giải hóa mà thôi. Chả biết các bạn học sinh thế nào, chứ tôi là tôi mạnh dạn bật 3G lên đấy nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những kiến thức thú vị.